Xin chào mọi người, thì hôm nay mình có cái vườn ở Bình Dương. Thì chú chủ vườn hồi xưa có sử dụng áp khí ga test và sử dụng tầm khoảng 3-4 năm gì đó, đến khi mà không còn có cái hết khí, không còn người cung cấp khí ở khu vực này nữa thì chú dừng lại. Thì tất cả những cái cây mà chú áp khí hồi xưa chú cạo mình nhỏ 1/4, thì cái vùng da áp khí thì nó vẫn hồi phục bình thường, nó không có vấn đề gì cả. Và cái vườn mà chú thanh lý á, nó cũng gỗ bán bình thường, chú bán bao bì bình thường, gỗ nó cũng ít phạm hơn, ít phạm hơn là so với vườn cây truyền thống. Thì những cái vùng da tái sinh mà sử dụng áp khí thì chú vẫn lấy lại, cái chú vẫn cạo lại ở cái vùng da tái sinh áp khí đây, giống như cái này nè. Đó, cái hồi xưa là cái dấu đóng nắp chóp của gà tét thì cái nắp chóp nó nhỏ hơn cái nắp chóp hiện giờ. Nắp chóp hiện giờ thì cái đường kính của cái khoen inox nó tầm khoảng 2 cm, còn cái áp khí hồi xưa thì cái nó tầm khoảng 1,5 cm thôi, nó nhỏ hơn một chút. Thì những cái vùng da cây mà sử dụng áp khí chú làm từ thời điểm là cách đây cũng khá lâu, từ cái hồi mà giá mũ mà nó tăng cao đột biến, nên sử dụng áp khí để cho mà mình lấy cái năng suất cao nhất, để mà lấy được cái doanh số, được cái giá mũ cao hồi đó. Và sau đó khi mà đến giá mũ thấp á thì chú dừng lại. Đây nè, đây là những cái vùng da hồi xưa là đóng nắp chóp ở đây nè, tròn tròn đó. Sau đó cái da tái sinh nó hồi phục lại, và sau đó chú cạo trên da tái sinh của cái da tái sinh đó thì vẫn đạt mũ bình thường đó, như là cái này. Nên áp khí sử dụng cái phương pháp ga test thì nó cũng gần giống phương pháp bộ áp khí, nó cũng gần giống như bây giờ. Nhưng mà nó hồi đó thì nó về cái phần định lượng như là cái phương pháp nó cũng không có tốt như bây giờ, thì cây nó cũng bình thường, nó cũng không có cây nào bị hư cây cả. Và cái vùng da tái sinh đó lấy lại trên cái vùng da tái sinh đó bình thường. Còn năm nay thì chú sử dụng cái áp khí khoan lấy mũ. Đây là cái vùng da tái sinh hồi đó nè, những cái đóng dấu nắp chóp hồi xưa nè đó, và cạo trên da tái sinh vẫn bình thường. Còn riêng về cái gỗ của áp khí á, thì người ta hay đồn rằng là cái áp khí gỗ nó bị tình trạng là gỗ nó xốp thì không có. Thực chất á, là cái áp khí, cái gỗ áp khí nó, cái gỗ của nó nặng hơn 10% so với gỗ cạo truyền thống cùng cái hệ tích. Có nghĩa là cùng một cái hệ tích nhất định thì cái gỗ của áp khí nó sẽ đặc hơn, nên cái trọng lượng nó sẽ nặng hơn 10%. Vì vậy khi mà ai mà bán gỗ theo kiểu cân ký á, thì là cái vườn áp khí nó sẽ lợi nhuận nó sẽ cao hơn 10%. Nhưng mà cái lượng 10% đó là cái lượng nước, và trong cái gỗ của cái áp khí nó nhiều hơn. Nên khi người ta mua gỗ về người ta sấy khô, thì sau khi sấy khô xong thì cái khối lượng của cái gỗ của cạo truyền thống và gỗ áp khí cùng một cái khối lượng như nhau, nên khi mà người ta cân gỗ, ta mua gỗ mà theo cân á, mà vườn áp khí, thường những cái người mua thu mua họ sẽ trả giá thấp hơn 10% so với cạo truyền thống, là cái lý do như vậy. Còn nếu mà họ mua theo hệ tích á, bao bì á, thì cái giá như nhau, có nghĩa là nó không có bị chênh lệch. Đây là những cái vùng đóng nắp chóp hồi xưa, cái lỗ đóng nắp chóp hồi xưa đó. Thì và chú cạo trên cái da tái sinh của cái hồi xưa khai thác bằng áp khí thì lượng mũ nó vẫn bình thường. Mình có thể là thấy rõ cái điều đó. Cũng rất là nhiều vườn ở khu vực Dầu Tiếng và Tây Ninh, Bình Dương, họ đã sử dụng cái phương pháp áp khí ga test trong thời điểm giá mũ cao. Thì nói chung là họ làm theo kiểu của nông trường á. Nông trường thì có hai kiểu áp khí, đầu tiên là áp khí viêm lô, sau này mới là ga test. Thì cái ga test thì nó công cụ nó đơn giản hơn viêm lô và làm nó dễ hơn, nó cũng gần giống cái bộ áp khí hiện tại bây giờ, nhưng mà nó sử dụng cái ống cứng để mà nó lấy mũ, nó chứa khí. Đó, thì những cái thông tin về những cái đó có rất là nhiều cái tài liệu tiếng Anh,
nói về cái gỗ của phương pháp áp khí thì mình có thể dịch ra tiếng Việt cho các bạn theo dõi trên cái website hoặc cái fanpage của mình. Và riêng cái phần gỗ thì những cái thông tin áp khí làm đen cây như thế nào đó, thì nếu khí acetylen thì có khả năng là nó không tốt cho cây, nó có thể là cây làm cho cây nó bị hư hại. Còn riêng với ethylene thì có rất là nhiều cái công trình nghiên cứu là họ chứng minh là cái áp khí ethylene nó không có gây hại gì cho cái chất lượng gỗ cả. Còn những cái địa điểm thu mua thì đôi khi họ cũng không thích cái phương pháp này. Thì thứ nhất là nó sẽ làm cho những cái vườn chuẩn bị khai thác, người ta khai thác lâu hơn, người ta chậm bán gỗ hơn, dẫn tới là thiếu cái nguồn cung gỗ cho họ, và ảnh hưởng tới thu nhập. Cái thứ hai là họ có nghĩa là những cái vườn áp khí thì họ vịnh vào cái lý do đó để họ trả giá thôi, còn nó chỉ là mang tính chất ở khu vực thôi. Còn khi mà có cạnh tranh thì họ sẽ không có làm điều đó, nên bà con nào ai có dùng áp khí mà vì cái vấn đề đó, chẳng hạn như giải tỏa hay gì đó, như là cây trồng muốn thanh lý cây đó, thì mình có thể giới thiệu những cái số điện thoại của những người thu mua gỗ ở những nơi khác nhau. Thì khi như vậy có sự cạnh tranh thì chắc chắn là họ sẽ mua với cái giá bình thường, chứ không có chèn ép dựa vào lý do này lý do kia mà để mà ép giá bà con. Nên cái vấn đề này nên mọi người yên tâm, mà mình sẽ làm một cái danh sách của những cái người chuyên thu mua gỗ ở các địa phương. Thì khi bà con ở địa phương này bị ép giá thì liên hệ mình sẽ cho số điện thoại của cái địa phương khác gần đó, thì họ cạnh tranh với nhau là họ sẽ lấy cái giá như bình thường đó. Như cây này hồi xưa những cái dấu tấm nắp chóp mình đã làm lại đây. Rồi xin chào bà con về cái chuyến đi cái thực địa của vườn áp khí thực hiện từ năm 2010, 2011, 2013, 2014 và họ dừng lại tới năm 2020 họ sử dụng lại cái phương pháp áp khí, tại vì chủ vườn họ nắm vững được cái phương pháp áp khí hồi xưa lẫn bây giờ, họ hoàn toàn tự tin sử dụng phương pháp này vào cái vườn của họ và tăng cái lợi nhuận, tăng cái năng suất mũ, cái công cán làm việc nó nhẹ nhàng hơn, nó không có cực, không thức đêm. Xin chào mọi người nhé. Thì ai có nhu cầu về phương pháp áp khí mà đúng cách, đúng phương pháp thì có thể liên hệ đơn vị mình, vườn xanh tốt, đơn vị đầu tiên triển khai cái áp khí bơm định lượng về Việt Nam và có những cái dụng cụ áp khí phù hợp với cái mọi đối tượng vườn cây và cái sự chăm sóc khách hàng để làm sao cho khách họ làm đúng cách, đảm bảo là họ hiểu rõ về cái phương pháp này và lấy mũ nó không bị quá sức cây. Rồi, xin chào mọi người. Cái gạt cuối á là nó khoảng chừng cỡ được 70-80 kg thôi, nhưng mà mưa nhiều này nè, gạt cuối của nó lên tới, nó ra tới trăm mấy, hai bao đó ra chắc cũng 200-300 là chú bơm ga cứ rằng lần thứ ba đó, hiểu không? Có nghĩa là lần thứ ba đó là nó ra được là khoảng nếu mà bình thường là khoảng chừng 70-80 kg, 60-70 kg thôi, nhưng mà bây giờ là mưa nhiều nè, chắc nó lên mũ làm sao đó. Nó vẫn còn trăm mấy, nó còn lên tới mấy chục ký, nó vẫn lên đúng không chú? Độ nó vẫn y vậy thôi, vẫn y vậy nhưng mà nó lên số ký. Cái nhắc khoảng cuối là mình được bao nhiêu độ chứ nhỉ? Khoảng cuối là khoảng nó ít mũ lại khoảng trăm mấy, là nó khoảng 34-35 độ, 36 độ tùy theo bữa mưa không mưa. Còn cái cạo tay hồi xưa mình là 33-34 độ. Hồi xưa là cái cạo tay, nói chung là cạo tay độ không bằng này đâu, tại vì biết sao cạo tay ai dẫn lắm nó cũng hút một hai phát trong cái miệng nó xì nước ra, hiểu không? Còn cái này chỉ có cao phạm luôn, chú khoan tới gỗ luôn cũng có một lỗ một làm sao không nước ra được nhiều. Hồi xưa là cạo tay là năng suất là 70 kg, khoảng chừng 70-80 kg, độ là 33-34 là bao nhiêu cây chứ nhỉ? 500 cây của chú này, đây trở là chú trồng đây trở là 1000 cây đó. Vậy nhưng cũng thấp chứ nhỉ, cạo tay hồi xưa cũng không cao ha. Không, tại vì 500 cây của chú là nó đạt ngang, chứ cỡ bình thường là 500 cây khoảng 50 kg thôi. Ủa, khu này là thấp gì hết chú? Không có nhiều đâu, nhiều của chú là có ký á, trừ trường hợp là giống cây riêu,
cây mới á, là khoảng gần 70-80 kg thôi. Còn vườn này BB 260 đó. Của chú là nó chú trồng nhiều loại lắm chứ không một loại. Này 25 nè. 55 nè. À 20 nè. 25 riêu nè. Đó, có nghĩa là chú không có trồng một giống. Dạ. Tại vì trồng chú trồng một giống, mình trồng một giống nó lợi nha, nó hại khi mà tới mùa mủ của nó. Như thằng riêu vô đầu mùa vô mủ tột đỉnh. Xong rồi cuối giữa mùa đến đến thời gần cuối mùa nó có mũ lại, nên khi lúc đó là mũ nó mình lên sử dụng lên trên cao người ta cũng thuộc phát hết hồn mới biết. Còn chú của này của chú là nó bình thường, lúc nào ví dụ bữa nay là phát này là cây này cho cây kia nó bình, sáng sau thì cây kia nó cho, nó cân đối nó cân đối lượng mũ đều hết, nó đều đều, đều hết. Nó đều của chú không bao giờ nó bị lên cao tụt chú nó bình thường, nó cứ bình thường vậy thôi mà. Không thấy được. Chú làm gì nhiều giống cây, chú thấy là cái giống nào áp khí mà chú thấy hiệu quả nhất? Áp khí mà... nếu mà hiệu quả nhất thằng riêu với thằng 235, thằng 235 thằng riêu thì nó nhiều mũ ban đầu nha. Dạ. Nhưng mà ngược lại tại vì mình biết một thằng con nít với thằng người lớn thì thằng bự xác với thằng nhỏ, thằng riêu đâu có bự xác được. Nó bị kiệt. À. Nếu mà cái hát quá thì nó bị kiệt. À, còn bên bên 235 thì nó đủ sức hơn. 235 nó đủ sức, nhưng thằng bự thằng bự chào bá gì. Làm sao thằng cái sáu thằng này thằng này. Dạ. Thằng... Thì 235 cho thấy là những cái vườn mà trên 15 năm á, cái độ nó giữ tốt lắm. Đúng. Sản lượng nó đúng rất là tốt. Độ rất là cao. Còn nếu mà cây nhỏ thì nó lại áp khí nó là không hiệu quả lắm. Cây nhỏ cây 235 hả? Dạ. Không, cây tại vì nó chú có mấy cây 235 nhỏ nó ra vẫn nhiều mũ ngang. Dạ. Nhưng mà mình khai thác quá mức nó bị kiệt. Dạ. Chứ không phải là nó không ấy đâu, đúng ra cái cây 235 mà cây như cây bự vậy nè. Dạ. Giờ cô vô tư khỏi cần sợ gì. Biết sao biết chú nói nghe nè, nó ra mũ ví dụ tô quái. Dạ. Nó cũng không bị giảm, không bị giảm. Thằng riêu nè càng tô mới phát mấy phát tháng hai tháng đầu thang ra tô giảm từ giống như thằng bự cho bá vậy, thằng nít cái giống này cháu có vườn nhiều vườn họ trên 15 năm á, họ cạo đến 4 hoặc đến 5 cái độ mũ họ giữ cao lắm, trên 4 mấy độ không à, là nó già rồi đó, thằng 25 già rồi đó, họ nó đó là như mấy cây của chú đâu, mấy cây bự bố cho bá đó, mấy nó họ đó chú làm ra đó, mấy cây nó mới đứng đường đi đó là nó bây giờ là cứ ra là đầy tô, cây nào ấy là đầy tô, nhưng mà có cái đừng có tính là cái cây mà bị khô miệng nha. Cái cây khô miệng là không tính được đâu, không có mẫu đâu. Cây không khô miệng, chứ cây khô miệng là không tính được. Đừng nói mà cái này mà áp khí này mà cây khô miệng mà ra mẫu không có đâu. À, ý cho nó là áp khí mà khô miệng dưới á, miệng trên còn tiếng mẫu á thì có nó, nghĩa là bây giờ là ra mẫu áp định. Khí vô chỗ nào để mình khai thác tiếng mẫu á, mình khai thác mà áp khí vô chỗ đó bị khô miệng là không có mẫu. Dạ đúng rồi. Chứ đừng có nghĩa khô miệng ở đây là cây khô miệng dưới, bất cứ cây khô. Dạ. cây nào nguyên cái cây giờ mà áp khí vô chỗ nào mà nó bị khô miệng. Dạ. Đó, là không có mũ thì đúng rồi. Thì tiếng mũ nó bị suy thì không có cách nào mà lấy mũ được hết. Thật sự ra hồi xưa làm ra mình không biết gì hết á, cái máy bự đó rồi biết gì không, làm thử nếu mà nó có bị chết nó bị hư thì bỏ, nhưng mà thật sự ra chẳng ăn thua gì hết. Là không có cây nào bị có vấn đề chứ không. À cái hai này hồi xưa chú làm ga hả? Ừ đó chú làm ga. Cây chú to chú làm ga nè, làm ga thử luôn cả cái cây chết miệng này. Cây chết miệng làm nói chung áp khí vô chỗ nào mà nó bị chết miệng là không có mũ ngang. Dạ. Cái miệng nào không chết thì có mũ. Dạ. vòng cái cây đút vô chỗ nào còn nếu mà nó chết là không có mũ. Nhưng mà khi mà mình áp khí chú có lấy được lâu dài không, hay là lấy thời gian nó là chết, nó là khô cái chỗ mà mình áp. Cái để chú nói nghe nè, ví dụ cái cây nãy khô miệng này phải không? Ví dụ tại chỗ nãy khô. Dạ. Áp vô là không có mũ, nhưng mà chỗ này không khô nè. Dạ. Vẫn lấy bình thường. Dạ. Nó vậy nhưng thôi. Mà lấy thời gian dài không chú? Vẫn lấy bình thường, nó cũng ra bình thường nè. Nó không có bị khô chỗ nó tiếp. Ừ. Nó khác cái cây truyền thống là chỗ này khô mình mở qua chỗ khác nó cũng sau đó là khô tiếp. Có nghĩa là mình cạo truyền thống á, nguyên một đường dày. Dạ. Nhiều khi nguyên cái mặt cạo vậy nè, nó bị khô hết cái mặt cạo. Dạ. Mình phải trở qua chỗ khác hoặc là mình lên đường khác. Còn cái này á, ví dụ cái mặt này nè, ví dụ mình áp đúng cái chỗ này nó không có mũ. Yeah. Nhưng mà áp ra chỗ khác cái nó không bị khô thì vẫn có mũ bình thường. Yeah. Nó không phải như cạo. Vậy cái này chú không lấy mũ là do nó bị khô hay nó sao? Bị khô đó. À. Nó bị khô. Cái này hồi đó chú áp là chắc 2010 11 gì hả chú?
lâu rồi mình cũng nhớ lâu lắm rồi. Lâu mà tôi thấy cái thẻo đó nó lành không? Để chị thấy thẻo đó. Chị thấy là cái gì? Chị cho tôi nó lành, cái thẻo nó lành luôn rồi. Lâu lắm rồi nè, nó lành nè, nè con thấy còn đứt rồi thấy không? Thấy không? Nè, nó tròn nè thấy không? Nè, thấy không? Hồi đó chú sử dụng cái ga test đúng không? Cái ga đầu kim loại nó đầu kim loại đó, tròn đó, tròn đó, nhỏ nhỏ tầm khoảng phân mấy một chú còn để mấy còn để làm kỷ niệm. Qua anh cũng còn để nhà. Còn ở nhà luôn. Hồi đó chú xài được tính ra được bao nhiêu năm rồi? Xài cái này chắc cũng xài cũng chắc cũng 3 năm á. 3 năm 3 4 năm vậy rồi cái năm rượu dẹp mình dẹp luôn cái đầu đâu có khí không có khí hết chưa hả? Không có khí, có khí mà phải đi xuống thành phố mất công lắm. Mình ít mà đi mất công mệt. Tại cái hồi đó chú mua chú tới công ty chứ không phải mua của nông trường đâu. Chú tới công ty dưới thành phố đúng rồi, nó nằm ở đường Lê Trọng Tuyển rồi phải. Nó nằm ở đường nào quên mình, nó có cái tầng hầm xuống đó, có cái tầng hầm đựng ga chú xuống dưới mà. Lấy ga này đó, lấy ké luôn của nông trường. Mỗi lần nó giao của nông trường cái nó giao cho mình mấy cái vết này đóng nắp cáp hồi xưa đúng không chú? Mấy cái lúc tròn tròn đó đó đúng rồi đó. Hồi đó chú áp khí chú cạo bao nhiêu đục mà đó chú đục mà chú đục miệng nhỏ hay chú đục miệng to? Hồi xưa cứ đục miệng nhỏ, hồi xưa nông trường cái tháng y mình cứ đục chà bá bất chấp. Tóm lại là cái này là tại do nói chung mình áp khí không áp mình sử dụng do cái cường độ khai thác hay không đó mình cứ đừng có khai thác quá mức nó cái cây nó chịu không nổi. Khi mà nó ra thành tô hồi bình thường nó cạo ra nửa tô, mình cạo ra thành tô mình quất tiết làm sao cũng chịu nổi. Thì hồi đó chú xài cái A-Test là cái cây chú được bao nhiêu năm? Cái cây này hồi còn nhỏ chứ không phải bự vậy đâu. Hồi lúc mình xài là cây nhỏ. Cái cây này nhỏ chứ. Hồi đó chú nói mà chú xài cái A-Test chú cạo 1/2 nhưng mà chú cạo theo đê mát mộng tư cạo đê ba tư đê ba mộng tư một tư chứ này cao 1/2 chắc nữa nha, nó tuột nó cao lẹ 1/4 chứ 1/3 gì tại đó chú làm chắc chuyện cạo chừng 1 năm 2 năm gì chứ chú áp luôn chứ gần 10 năm rồi cây chú tôi chưa lên đục đúng không ạ? Đâu có, cái cây này hổ nhỏ, mấy cái cây bự như vậy là chỉ cần cỡ bằng giày nhỏ hơn chứ không có bự đâu nha. Không bự giày đâu, không bự giày đâu, cái cây mà bự nhất chắc hồi mấy cây bự nhất chắc cũng nhỏ hơn cái này chứ cỡ nhỏ vậy thôi. Là chú làm chắc cũng lúc mà mũ định giá tới 395 đồng đồ. Lúc đó là chú bắt đầu chú làm mấy cái này rồi đó. Làm bắt đầu nó tuột từ từ, mũ nó tuột giá xuống từ cái mấy năm cái là năm 2012-2013 chú. Lúc mà điểm mũ điểm chú không nhớ nhưng chú có ghi sổ chứ. Điểm mà mũ cao nhất 2011 hả? Là nó 2011 nó 395 đồng đồ. Nó hơn nữa. À, 900 900 945 hay 35 đồng vậy á. Nó lộn rồi. Sau 1 năm 2012 nó tụt khoảng gần 500 mấy rồi mới bắt đầu tụt từ từ nói chung nó kiếm 935 hay 45 đồng một độ chú bán chú còn ghi mà sổ chú ghi hết. Nhưng mà khi đó là đỉnh điểm mà là trước cái đỉnh điểm đó là chú vô khai thác mấy này đó. À, lúc đó mình tranh thủ cái giá cao mình khai thác áp khí thôi. Áp khí luôn. Hồi đó là giá cao người ta mới đầu tư áp khí thì cái dụng cụ hồi đó chắc mắc chứ nhỉ. Bây giờ không nhớ đâu, một bộ dụng cụ hồi xưa nhớ chú mua hình như một bộ nó là 6-7 ngàn gì. Nhưng mà tiền hồi đó thì có giá trị hơn bây giờ. Nó thật sự ra mà cái bộ dụng cụ áp khí này á, nếu mà tính ra cái kinh tế á, vẫn kinh tế hơn nhiều so với mình cạo truyền thống. Để chú nói thiệt chú nghe, tại vì biết sao không, bây giờ cạo truyền thống nguyên cái vườn của chú nè, cuối mùa là chú ABC phải đưa người ta 5 triệu. Giờ này bỏ này 10 triệu. Bỏ ra có thêm 5 triệu nữa là mình xài được ít nhất cũng phải 2 mùa. Đơn giản cái vậy thôi đúng không? Bây giờ mướn ta cạo tiền ABC của mùa là phải đưa 5 triệu. Còn cái năng suất tăng lên thì còn năng suất mũ không có tính á. Năng suất mũ là khỏi cần tính, năng suất mũ là nó lên hẳn luôn mà làm sao mà lên bao nhiêu phần trăm chứ nhỉ? Đó thì bình thường thu nhập tháng đó chú chứ... không bình thường là chú cạo 1 bao đó, bây giờ cũng cạo ra gần bao rưỡi, có bữa 1 bao rưỡi có bữa 2 bao.
thì gà cuối đó là bao rưỡi đó, đó vậy là còn... cùng cái đê hồi xưa cạo heo đê đó thì bây giờ cũng cạo heo đê ba luôn không, chú cạo đê bốn chung ra rất là nhiều cạo đê bốn chứ cạo đê ba cho chết. nó hồi đó bao giờ mình quất bao rưỡi hai bao mà cạo cạo đê ba là lật nữa nghiêng cây liền. Vậy là mũ nó phải tăng 25% so với đê ba đâu, tính ra nếu mà nó nếu mà tính đi đê ba có khi là nó tăng lên 50% chứ không phải tại vì một bao lên hai bao ít nhất là bao rưỡi là ít nhất là tăng phải 30% đó lên. Ý cho nói là cái nếu mà chuyển từ đê ba qua đê bốn thì cái đê bốn nó phải tính theo cái mà theo cái doanh số cho nó phù hợp á thì nó phải tăng 25% so với cái đê ba theo cạo truyền thống á để mình biết mình so sánh để mình so sánh theo doanh số từng tháng mình như thế nào. À chú tính nếu mà chú tính bình thường á là cạo đê ba là tháng chú cạo được 10 lần, còn cạo đê bốn được 7 lần 8 lần gì á, 7-8 lần thì theo. Nhưng mà ngược lại cái lượng mũ số ký á, mình tính số ký á nó lại nhiều hơn đó, nhiều hơn cái cạo đê ba nhiều. À tính vào quy khô đúng không chú? Ừ, tính không phải tính lượng mũ mình thu nhập nè, nó nhiều độ hơn, cao hơn nữa mà lại làm ít hơn. Ít tốn thời gian. Ít hồi kia làm tới 10 lần, này làm có 7 lần 8 lần gì thôi. Ít hơn. Nó có ưu điểm là thứ nhất á là bằng làm ban ngày. Mà làm nói chung không có gì nặng, làm nhẹ dài té gì cũng làm được. Thứ hai nữa là biết gì không, nó là được có một cái là miễn trừ mưa gió. Ngày nào cũng có không, mình cạo điện thống sợ được mưa chết mẹ luôn, nó trôi hết. Còn cái này cạo xong rồi đại cái đắp là vô tư về nhà ngủ cũng giờ nhà hết sáng cái điều lại đều. Ờ thứ hai nữa là giờ như hôm qua đó, hôm qua trời mưa đùng phải không, mưa suốt luôn rồi đó. Chú đương làm mưa bằng áo mưa vô làm luôn xong về. Nhưng mà nhà gần chắc mình để hết mưa mình làm cho khỏe. Không, có nghĩa là bình đương nên làm vậy nè, nó mưa mắt lông mới lên xuống làm luôn xong rồi về. Có nghĩa là mưa gió là cái chuyện đó mình không ngại, không sợ chuyện à, mưa mà không có gió nhiều thì mình làm được, chứ có gió cũng nguy hiểm cành thì sợ cành thôi. Ừ. Nhưng mà nói dụ mà mưa có nghĩa là mình cạo truyền thống mà làm truyền thống là mưa gió là sợ dữ lắm. Thứ nhất cạo xong mũ nó đi hết không ăn, thứ hai nữa trời mưa ướt cây cạo không được. Còn cái này miễn trừ hai vụ đó, không có vụ mà trôi mũ, không có vụ mà ướt cây, nó được là được vậy đó, thu nhập ổn định. Có nghĩa là mình thí dụ mà mình cạo là muốn lên là cạo chứ không có sợ cái vụ mà bị mưa gió hay gì, nó được vậy, nó thuận vậy đó. Hồi xưa chú làm nông trường bán gỗ gì không được hay chú không ngại hay giờ chú ba cái vụ hồi xưa mà ba cái vụ mà cây cối này nè, hồi xưa ba cái vụ đó thôi không có chú làm có mấy cái vườn này không đâu, chú làm một cái vườn chú sinh lý trong kia là chú có một đám nuôi. Dạ vậy gỗ bên đó sao chú? Thì ba cái cây không có giá cả vậy, bực mình nó ghét rồi thôi bỏ luôn. Nhưng giờ chú cưa chú trên đi chú trồng tràm giá cũng bình thường chứ không, ý nó là họ cái đơn vị thu mua á, họ mua cái giá của vườn áp khí với cái gỗ của vườn áp khí so với gỗ bình thường nó sao? Không có đâu. Áp khí nếu mà áp khí nè, người mà người ta vô người ta mua gỗ lại thích hơn là cái độc ở ngang. Nó có nhiều vân hay sao chứ? Độc kè, thấy hả? À nó đen. Độc là độc khéo này nghe. Dạ. Độc mà không khéo là nó lòi gỗ ra nó dạ. Khi mà đen đúng không chứ? Đen. Khi mà khai thác gỗ người ta xả ra nó bị tim sọc đen ở trong đó ta chê đó chứ. Hoặc là biết gì không, thằng này nè mà nó đục phạm quá ha, cái cây của mình á bị gãy. Còn cái vườn áp khí bên kia mà chú hành lý á, thì chất lượng gỗ nó sao chứ? Thì nói chung là nó không, hồi xưa áp khí mà vẫn đục chứ không phải là áp khí mà khoan như vậy. Hiểu không, nó đục thì nó nói chung là đục không khéo thì nó lòi gỗ ra là bị hư. Hồi xưa áp khí nó phải khoán cũng giá cũng bình thường giống như vườn à, cũng y kia thôi, nhưng mà do mình đục thôi, đục hay không đục thôi, chứ còn áp khí là với đục hồi xưa nó y nhau. Áp khí là để khai thác lấy mũ thôi. Cái cây mà áp khí á, cái gỗ nó nặng hơn 10% so với gỗ cây bình thường, tại do cái tỷ lệ nước ở trong gỗ nó ngậm, nó đặc, nó ngậm nước nó nhiều hơn 10%, nên khi mình bán mà mình cân nặng á thì vườn áp khí thì nó lợi tiền hơn. Nó mà bán thể tích thì nó cũng như nhau thước thôi. Không à, thước bán bao bì vẫn thước chứ đâu có cân cây luôn chứ. Bán bao bì bây giờ là mấy thằng làm gỗ sai gỗ này nó kia nó mới mua cân ký
chứ còn mình, bây giờ cái này giặt ra cũng bán thước nè. Dạ, cây lớn. Cây lớn. À, giặt ra là bán thước, bán bao bì. Đó chú đã thanh lý vườn kia rồi chú, đó chú làm 3 năm mấy rồi. Làm cái vườn kia đục lên bút xe tè lên leo thang biết ngán quá. Ở ứng leo thang chưa? Chú chắc nông trường họ ấy cũng cũng. Đó, tôi vụ leo thang công nhân la làng á. Có nghĩa là đục này chú nói chú nghe nè, đục cái này nè công nhân mình đục ở nhà mình hiển khác, còn mà mướn đục ngang vậy là còn lỡ nè, nó đục dốc vậy nè, có mùa đục thóc rồi, mùa thứ hai đục qua lên trên mây luôn rồi leo thang thấy bà nội luôn. Ai cũng ngán công nhân tí người ta sợ luôn á, mình còn sợ mà chứ đục mà bình thường dốc vừa phải đó, đục thẳng rồi đó, đục thẳng cỡ đây là chừng hai mùa đó lên tới trên mây luôn rồi, lúc đó nóng nắp chóp rồi lại leo lên. Lên cực. Mấy da cái sinh là chắc của hồi đó ấp ký. Hồi đó ấp ký cả miệng nhỏ quýnh con ngon tí đầu tư đó, cây to ha, cây mười mấy năm mà chưa đập nữa. Này, khúc này cây xuống giờ tái sinh thôi nữa. Từ đây xuống là tái sinh. Sao nó cạo lại hôm lần nữa giờ tái sinh. Đó, tái của tái. Cả tái sinh lần thứ mấy chứ? Lần thứ hai. Cậu ra cháu chú cạo ra tại cháu dưỡng cho cậu ra tái sinh rồi đó. Đục nè, cái đục mà đục ấp khí nè. Nè thấy đục không? Ấp khí nè hồi đó nè. Dạ. Giặt chú vẫn đục vẫn ra mũ bình thường nha. Chứ không có mũ luôn nha. Nè nó da là da tái sinh nè. Đó. Nè cái đục đâu không nè. Đúng đâu nè, nhưng mà cái da tái sinh hồi đó áp ký nè, à, dạ. Bây giờ đục vẫn ra mũ bình thường, chứ không phải không có mũ đâu nghe, dạ. Đục rồi đó, đục bên khúc đó, hồi đó chú áp ký từ dưới đập lên là biết mai bao nhiêu năm, rồi bắt đầu đó chú đục thử đó, đục vẫn có, nói chung cái cây nào nó không bị khô miệng cạo là nó ra mũ bình thường, dạ. Đừng cái đó mà áp ký không áp ký, cái nào bình thường. Trời ơi.